Con xin mời máy của bác Chí Thịnh Diệu Ngân ạ. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm, xin cho con hỏi một câu cho bạn đồng tu. Nhóm hộ niệm của chúng con vừa mới thành lập, chưa có kinh nghiệm. Vừa rồi, chúng con có một ca hộ niệm. Bệnh nhân đã sắp sửa xả bỏ báo thân. Người trưởng nhóm vừa khai thị, vừa đưa tay xoa bóp trên người bệnh nhân. Mấy phút sau, thì người bệnh xả bỏ báo thân. Xin lão cư sĩ từ bi giảng dạy cho chúng con. Lúc đang niệm Phật, hộ niệm cho người bệnh, lúc người bệnh sắp xả bỏ báo thân, thì chúng con có nên xoa bóp cho người bệnh hay không? Có ảnh hưởng gì đến gì cho người bệnh không ạ? Lão cư sĩ thường dặn dò chúng con, thỉnh thoảng xoa bóp cho người bệnh. Chúng con nên giúp người bệnh vào lúc nào cho hợp lý ạ? Chúng con xin Thầy từ bi giảng dạy để chúng con hành cho đúng. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ. Nam mô A Di Đà Phật. A-di-đà-phật. Đề nghị đầu tiên là đề nghị với bác Diệu Ngân nói chữ kính bạch cho các thầy thì đúng pháp hơn. Còn cư sĩ dòng là lão Phật tử già, dùng cái danh từ này không hợp đâu. Chịu không? Vỗ tay đi. Nhớ nhé. Xô bóp thì lúc mà người bệnh còn khỏe, mình có thể xoa nhẹ nhẹ cho người ta đỡ đau tốt lắm. Còn cái lúc mà sắp lâm chung rồi, xin chư vị nên tránh đi cái chuyện xô bóp này. Lúc đó cái thân thể người ta đụng chạm vào nó đau lắm, nó không có phải là tốt đâu. Nhớ là ví dụ như một bà cụ đang khỏe như vậy mà bà mỗi cái vai mình tới mình xoa cái vai, đó là một cái thủ thuật đấy. Đó là một cái phương pháp gọi là tâm lý để dù làm cho cái người bệnh đó người ta vui vẻ, người ta cảm mến mình. Nhờ đó mà mình nói, mình dụ người ta nghe được. Thì chúng ta làm. Còn đây là nói là người bệnh đã sắp sửa lâm chung là đi cái chỗ hấp hối rồi mà xô bóp thì không nên nha chư vị. Nếu mà có thí dụ như người ta nằm ở sát cái mé giường thì mình cố gắng nhẹ nhàng chuyển vô giữa giường. Cũng phải nhẹ nhàng vô cùng và nói là bác ơi con chuyến bác vô giữa giường cho nó ngon lành chất thì được, chứ còn xô bóp thì không nên. Và cũng nói thêm nữa là có lẽ là ban hộ niệm mới cho nên mới nhận. Mà chứ thực ra thì đến cái giai đoạn mà sắp sửa ra đi rồi, không phải là dễ dàng được hộ niệm vãng sanh đâu nhé chư vị. Nếu cái người này đã thực sự được hộ niệm lâu rồi, đến giây phút đó tất cả những cái gì mà sơ suất người ta đã được chỉ dẫn rồi, trong tâm của họ đã chứa tràn đầy câu A-di-đà Phật rồi, và cái ý nguyện vãng sanh thấm nhuần trong tâm của họ rồi, thì lúc đó ban hộ niệm tiếp tục để làm tròn cái nghĩa vụ để cái giai đoạn cuối cùng là họ mình hướng dẫn cho mình củng cố tinh thần của họ để họ niệm Phật vãng sanh thì mới có thể giải quyết được cái ách nạn, vượt qua cảnh khổ trở về Tây Phương. Chứ một người hồi giờ không biết tu hành, khi đến lúc mà lâm chung rồi mời ban hộ niệm thì rất nhiều ban hộ niệm không dám nhận trường hợp này. Vì không còn cách nào có thể hướng dẫn được một người trong cơn hấp hối mà làm được những việc này. Lúc đó là cái thân gọi là tứ đại phân ly, nó đau như con rùa mà lột cái mai, làm sao người ta còn tinh thần nào nữa mà nghe lời hướng dẫn mà làm đúng pháp đây. Cho nên hộ niệm thì cũng tốt đó, nhưng mà thành quả thì vô cùng là yếu đuối.
Có thể nói 100 người chưa chắc gì tìm ra được nửa người vãng sanh. Cho nên mong chư vị phải nhớ là hộ niệm là một pháp tu. Cần phải tu, phải sửa, phải tiếp xúc với ban hộ niệm ngay từ lúc mình còn tỉnh táo. Nhờ tu chung với nhau, nhờ nghe tọa đàm, nhờ nghe trưởng ban nói vụ niệm, mình bỏ lần những cái sơ trúc của chính mình. Sơ trúc của chính mình là gì? Xin chư vị hãy cố gắng nghiên cứu pháp hộ niệm đi, mới thấy rằng là mình phát hiện ra cả hàng trăm cái sơ trúc. Căn bản chứ chưa phải là sâu trúc đâu. Nhớ chư vị nhớ nha. Cho nên không bao giờ được quyền để tới lúc mà gần cuối cùng rồi, sắp hấp hối rồi mới hộ niệm. Không có một ban hộ niệm nào có cái tài giỏi nào mà có thể giúp cho chư vị vượt qua những cảnh khổ đó đâu. Đừng nên sơ suất, để tôi quá trễ rồi thì nhiều khi cũng đành ngậm đắng nuốt cay thôi nhé. A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cảm niệm và tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm.